quyển này nó hay lắm mày chị, nó dày lắm nha. Ồ, nó dày cua nè. Ở ngoài nó hơi chạy chút thôi, mà bên trong nó đẹp lắm nè. Đặc biệt đây nè, đó có hai cái flap luôn. Thò cái tay vô mở nó rất là dễ. Ở đây nó có cái đặc tính của cái con này nè. Nè, nó ở đâu nè. Đó. Tức là nó vừa về động vật, tên động vật nè, nơi sống nè. Và có cả cái đặc tính của nó nữa. Ủa này đẹp chưa? Đó, ủa này đẹp quá chừng. Vừa có động vật tìm kiếm nè, rồi đặc thù của từng nơi sống, đặc trưng của nó thích ăn cái gì nè. Bữa nay nó hơi bị chạy một chút rồi.